đây là hủ tiếu 25.000. Xin chào mọi người, bữa nay đi trên đường Nguyễn Duy Trinh nè, của vườn Bình Trường Tây, thì có thấy có xe hủ tiếu 25.000 này. Vô đây ăn thử và chia sẻ mọi người ha. Này là chắc nó giờ bán gần hết rồi chị ha. Mấy giờ chị bán chị? 5 giờ mấy rồi có mặt. Chị bán giá bình dân kia 25.000 à. Còn giò thì nhiêu? 25 đồng giá. Đồng giá hết hả? Ồ trời. Giá cho khách dễ ra. Dạ. Đây có bánh canh nữa hả chị? Có bánh canh nuôi đầy đủ đó mà hết luôn. À bánh canh nuôi, còn cái sợ mềm kia là hủ tiếu mềm. À hủ tiếu mềm hả? 25.000 bán giá hết sức bình dân luôn. Đó, bây giờ là nuôi là hết rồi đó. Hết nuôi rồi. Tại vì giờ ai bán cũng mấy chục không à, mấy người bình dân lấy đâu rồi. Dạ đúng rồi. Có người người ta sang, người ta có sang, người kia đã ăn sang. Rồi chị bỏ ra ngoài đó cho em đó nha. Đây cái tủ của chị đây. Đó, bò viên có trứng. Đây cái bảng phía trước của cái xe của chị đây, cái menu hủ tiếu mì, hủ tiếu giò heo, nuôi giò heo, hủ tiếu thập cẩm này. Nói chung là giá là 25.000 hết. Đây phía trước. Có phần cút nữa. Đấy ngày nào chị cũng bán ấy chị? Đúng rồi. Ngày nào cũng bán á, chỉ có bao giờ mấy ngày thôi. Thứ bảy chị nhật về là bán luôn. Ngày lễ ngày bán. Ngày lễ chị cũng bán luôn. Bán mình cho mấy nhỏ đi học mà. Dạ. Là sớm ra còn gần 6 giờ là bán, là có đồ bán hết rồi ha. Ở đối diện với cái địa chỉ là 278-280 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình Trường Tây nữa. Thì giá 25.000 chắc bán lâu lắm rồi hả chị? Bán lâu. Tết cũng vẫn bình thường, không có lên. Tết rồi cũng bán giá 25.000 luôn. Tại vì khách ăn cả năm mà mình hỗ trợ người ta giống như là tặng quà Tết đi. Dạ. Ai mà mình tặng gì thì mình hỗ trợ giá là lấy giá y như cũ. Ủa, vậy là Tết vừa rồi chị cũng bán luôn? Không có bán mấy ngày Tết, nhưng mà ví dụ như qua mùng chỉ khai trương lại á. Dạ. Chị bán tới 29-30 thì bắt đầu chị nghỉ. À, hay có qua mùng bán thì mình bán vẫn bình thường, không có nó lên giá. Dạ. Thấy có mấy chỗ bán là Tết là phụ thu nữa đó. Thì nó phụ thu 5.000 đó em. À đúng rồi. Bây giờ mình không có tốn tiền mặt bằng. Chứ rồi chị đâu có mướn nhân viên đâu, mình chỉ làm rồi thôi, mấy cái khoản đó thì mình bớt kìa ha. Bán người, để rẻ cho người tiêu dùng. Tại vì dạng như chi phí mình không có cao quá cưng. Dạ. Mình bán nới chút cho các bạn. Đây là cái sợi hủ tiếu gì đó chị? Cái nào cưng? Cái này hả? À? Cái này là hủ tiếu dai. À hủ tiếu dai. Ở đây chị bán đủ món lận, khách người ta cần gì cũng có hết. Ngày nào cũng bán bấy nhiêu món luôn? Đúng rồi. À, hay á. Có chỗ thì người ta bán chỉ cần hủ tiếu hoặc nuôi với mì thôi. Còn chị bán đủ món để khách người ta cần là đã có. Thường thường mấy giờ là hết chị? Đậu 10 giờ là chị hết rồi. À, bây giờ 8 rưỡi, 9 giờ kém rồi, mà khách dọn nghỉ rồi. Chủ nhật nữa, chủ nhật khách ăn trễ lắm. À, chủ nhật ăn trễ hơn mấy đúng ngày rồi. Thường, đúng rồi.
nói chung là cứ thứ cuối tuần là người ta ăn trễ hơn. Đúng rồi, chắc ngủ. Nên người ta dậy rồi nè, ta ăn giờ nắng. Còn mấy ngày kia là làm đặt đi là đi làm. Đúng. Thường thường là mấy xe hủ tướng tàu mới có ba hủ tướng cô thôi, nhưng mà đặc biệt ở đây chỉ có hủ tướng cô. Dạ. Ủa chị người miền Tây luôn hay sao chị? Không, chị là người dân địa phương quận 2. À đây luôn ha. Đúng rồi. Nhưng mà người ta nói chị là khẩu vị miền Tây đó. À khẩu vị miền Tây. Đúng rồi, người ta nói là nổi tiếng của chị khẩu vị miền Tây. Dạ. Mình dùng đi để nó nở hết cưng. Ok, ok chị, dạ. Nó nở hết. Rồi, qua dùng hủ tiếu 25 ngàn của chị đó. Chị tên gì? Chị tên Nhanh. Chị Nhanh, dạ. Rồi, qua đây. Chỗ này là địa chỉ nhiêu? 327 Nguyễn Duy Trinh. 327, đây là cái địa chỉ của xe của chị là 327 Nguyễn Duy Trinh. Bán từ khoảng 5:30-6 giờ là chị đã có đồ bán rồi nha. Ngày nào cũng bán. Nói chung là chị bán suốt à, chứ chị không nghỉ đâu. Ở đây thì cái giò cũng như thịt kê thì đều có giá như nhau. Đây có dĩa rau nữa. Đây ớt. Thì người ta sẽ bỏ vô cái chén nhỏ cho mình luôn. Buổi sáng người lao động thì chỉ cần 25 ngàn có một bữa sáng cái già luôn. Giá hết sức bình dân luôn rồi. Bây giờ kiếm hủ tiếu mà 20-25 giờ như vậy là rất là khó. Bởi vì bây giờ cái mặt giá nó lên cao hết rồi. Thường các cái xe đều bán tăng giá này hết. Đây mình kêu thịt thôi, không ăn giò. Nếu mà ai ăn giò thì giò nó cũng vậy thôi, có nghĩa là nó cũng 25 ngàn, nói chung là đồng giá hết. Này nó có bầu viên này, có trứng cút này. Bây giờ năm 2023 rồi, cái giá bây giờ người ta bán còn như vậy đòi gì nữa. Chất lượng tốt. Ổn ha. Rồi mời cả nhà nha, hãy dùng thử ha. Còn nửa nồi nước cho nên là cái nước nó hơi đậm vị một xíu. Rồi mời vào nhà người nha, mời cả nhà. Nhìn cái rau sống cũng ngon quá nè. Đây, có làm cho miếng chanh luôn. Một miếng cặn, đây còn kia cặn, rồi thịt, rồi mọc.
thêm chi giá nữa. Có tương ớt có đầy đủ hết nha. Ăn thì ăn thôi, mình ăn gọn vậy thôi. Lâu lắm mà hủ tiếu lại á. Cá Trung Quốc mình gần có bữa sáng ngon luôn á. Cái thịt nó ngọt kìa.